Lục phủ thập nhị cung. Lục phủ đây không phải là lục phủ ngũ tạng nói trong cơ thể học. Lục phủ của tướng mệnh học là 6 khu vực trên mặt con người. Gốc của lục phủ là xương mặt. Phủ có nghĩa là kho chứa. Nó gồm có 2 xương hàm, khu vực lưỡng quyền, 2 xương trán kể từ giữa mắt rộng ra giữa thái dương. Lục phủ nói thô tóm lại là vùng ven biên của mặt, bảo vệ cho ngũ quan, ngũ nhạc, tứ độc. Ta nói mặt người có góc cạnh là nói đến những xương cốt thuộc lục phủ. Tướng tốt của lục phủ là đều đặn, nở nang, liên lạc mật thiết với nhau như đà móng giằng co của nhà cửa. Da thịt trên mặt lục phủ tương ứng với xương để xương không lộ. Nếu xương lộ hoặc lệch thể như một cái đà, một chân móng đã lìa sườn nhà, rất kỵ. Ví dụ xương hàm bạnh ra, hàm long, hàm chắp là tướng hung tử. Nếu lục phủ quá chìm, mặt thiếu góc cạnh, người nhu nhược, bần hàn vì kho chứa trống trơn. Ngũ quan, ngũ nhạc, lục phủ gộp lại trong lời đoán của Hứa Phụ như sau. Đầu nhỏ là nhất cực, ít may mắn, thiếu tinh thần tranh đấu, yếu hèn. Trán nhỏ là nhị cực, lúc nhỏ chuyên chuyên. Mắt nhỏ là tam cực, tâm địa hẹp hòi, học hành khó đỗ đạt. Mũi nhỏ là tứ cực, túng bấn vất vả. Miệng nhỏ là ngũ cực, không đủ bát ăn. Tai nhỏ quắt lại là lục cực, sống chết bất thường, sống nay chết mai. Lại có những câu phú rằng: đầu tuy lớn mà chán bạc không có góc cạnh, mắt tuy to mà thiếu tinh thần, mũi tuy nở mà sống mũi yếu, miệng tuy rộng mà nói lắp bắp, tai tuy đại mà không thành quách, vẫn khốn khổ. Đầu nhỏ mà bằng phẳng ngay ngắn, mắt tuy nhỏ mà sáng thanh khiết, mũi tuy nhỏ mà sống mũi khỏe sáng đẹp, miệng tuy nhỏ mà nói văn hoa, âm thanh dễ nghe, không lo đói nghèo. Phép xem tướng số phải lấy huyền diệu của con tâm mới có thể quán triệt, gỡ những mối rối ẩn kín bên trong. Mặt con người ta chia làm 12 cung. 1. Mệnh cung nằm tại giữa trán, giữa hai đầu lông mày. Còn có danh từ khác gọi là ấn đường nổi lên, sáng, mịn màng, tốt, vết phá, ám hãm xấu. 2. Tài bạch cung là cái mũi. 3. Huynh đệ cung là đôi mày. 4. Điền trạch cung nằm ở dưới lông mày đến mi mắt, càng rộng rãi sáng đẹp, càng nhà cao cửa rộng. Có người nghèo mà vẫn ở nhà lớn là nhờ cung điền trạch cực đẹp, tức khí nhiều. 5. Tử tức cung ở dưới hai mắt, giữa quyền và mắt nên bằng phẳng, kỵ sâu, đen tối và có tì vết. 6. Nô bộc cung ở khu địa cát, tức là hàm, cằm, lẹm, khuyết, bạc nhược, dễ bị bạn bè lừa lọc hoặc chỉ đi làm cho người khác hưởng mà không ai làm cho mình hưởng. 7. Thê thiếp cung còn gọi là hiên môn, nằm từ đuôi mắt, da tóc mai đầy đặn, sáng tốt, lõm, huyết ám xấu. 8. Tật ách cung gốc mũi tức sơn căn. 9. Thiên di cung kể từ đuôi mắt lên trên tóc sát thái dương, nở sáng, xuất ngoại làm ăn phát đạt. Thiên di cung ám hãm, xuất ngoại cực khổ hoặc chết tha hương. 10. Quan lộc cung ở ấn đường cùng một chỗ với mệnh cung. 11. Phúc đức cung ở trên mắt sát thiên xương dưới thiên di cung. 12. Còn cung thứ 12 là toàn diện mạo, khác với lá số, nó không có cung phụ mẫu, vì phụ mẫu với phúc đức là một. Tại sao phải chia từng cung như vậy? Chia ra để xem một việc, ví dụ xem hiên môn tức cung thê thiếp để biết vợ chồng, xem cằm hàm để biết bạn hay là người dưới. Chia cung rất cần thiết cho xem tướng khí sắc, ví dụ khí sắc đen hiện lên ở cung tử tức báo hiệu con cái ốm đau chết chóc. Nhận thức các cung đòi hỏi sự tinh tế, sai một ly đi một dặm. Các cung phúc đức thiên di dễ lẫn. Sau đây chúng ta sẽ nghe một vài tích chuyện xưa. Cảnh ngộ cá nhân sở dĩ thịnh suy vinh nhục là do vận mạng lúc thế này lúc thế khác. Vận mạng cát hung hiện lên bộ vị tướng mạo. Huyện Lư Sơn, đất Giang Tây là nơi nghỉ mát có nhiều phong cảnh đẹp. Cuối đời Thanh có thư sinh Tôn Trấn Khiêm, khi chưa đỗ đạt gì từng cất nhà đọc sách,
ở động Bạch Lộc. Một hôm, Khiêm nhân hứng đi vòng quanh cổ miếu, gặp một vị đạo sĩ tiên phong đạo cốt cùng đàm thoại. Đạo sĩ tinh thông nho y, lý số, đoán việc như thần. Khiêm mới hỏi tương lai mình ra sao, đạo sĩ từ chối không nói. Một hôm khác, Khiêm cũng qua cổ miếu, lại gặp đạo sĩ. Hổ bảo Khiêm, cậu đến vừa đúng lúc, chậm sợ không gặp. Khiêm hỏi, tại sao? Đạo sĩ trả lời, tôi sắp đi, hôm nay biết cậu đến đây, tôi chờ để nói vài lời từ biệt. Cụ đi đâu? Khiêm hỏi. Đạo sĩ đáp, tôi đi thăm núi non, hang động để tìm những kỳ công của tạo hóa. Khiêm khẩn khoản, nay chia tay chẳng biết bao giờ gặp, vậy xin cụ chỉ dạy cho những điều quan hệ đến tướng mệnh. Đạo sĩ nói, tôi với cậu quen nhau ngoài đường, thật không có duyên nợ, nhưng nay vì sắp viễn hành, chẳng nên câu nệ nữa. Cậu có tướng mạo anh kỳ, hình cốt thanh tú, nhưng cậu không phải thuộc loại người công danh, mà thuộc loại người như chúng tôi. Sang năm tới, cậu sẽ đỗ cao, tuy nhiên nhìn tướng mạo thanh mà ẩn chứa hàn. Ta nói hàn nho, nhà nho nghèo, chỉ có danh không có lợi. Phú quý là do thiên định bất khả cưỡng cầu, và lại gia đình thanh hàn, dễ thiện chung. Thế sự thương tang, chớp mắt vạn biến, đỗ đạt cao sang rồi, ngày nào sẽ mắc vào cái họa chủ nhục thần tử, danh làm tội đời, thà quy ẩn còn hơn. Tôn Trấn Khiêm nói, được nghe cao luận như hồi chuông buổi sớm, tướng mệnh của tôi vô duyên với quần áo triều đình, thì tôi cũng đâu có tiếc cái công 10 năm đèn sách, sẵn sàng quy ẩn theo thầy học đạo được chăng? Đạo sĩ xua tay mà nói rằng, ấy không được, vạn vạn bất khả. Nhân sinh mọi sự như thiên định, không thể làm trái. Tướng mạo của cậu cốt cách tốt, mi cao, quyền cao, cậu sẽ phải nếm trải cho hết nghiệp trần rồi mới có thể xuất nghiệp nhập đạo. Tôi xin tặng cậu cuốn sách dưỡng sinh chi thuật, cậu hãy giữ gìn cẩn thận, chắc chừng 30 năm nữa chúng ta sẽ tái ngộ. Tôn Trấn Khiêm trúng kỳ thi hương, người nhà đều dục dã học hành để vào triều đình thi hội tiến bước công danh. Qua năm, Khiêm trúng tiến sĩ, nhớ lời đạo sĩ, Khiêm không có mưu đồ công danh, chỉ muốn quy ẩn nơi rừng sâu, suối mát, nên mới xin chức giảng tập ở Thư viện Lô Châu, vừa dạy học trò, vừa học thuật dưỡng sinh. 30 năm trôi đi, chiều ấy, Tôn Trấn Khiêm đang ngồi dạy học trò, thì thấy đạo sĩ đến, hai người trò chuyện thân mật cả mấy ngày. Trước khi đi, đạo sĩ dặn Khiêm hãy rời Lô Châu đi nơi khác, nơi đây sắp gặp nạn binh hỏa. Quả nhiên Lô Châu tan nát, người chết như dạ sau một trận chiến tàn khốc giữa quốc cộng. Từ đấy, không ai biết Tôn Trấn Khiêm đi đâu. Đời nhà Đường có tôn sư tướng học Viên Thiên Cương tinh tường những bước vinh nhục cùng thông của đời người. Có lần ông gặp mẹ của Vũ Tất Thiên, ông bảo, bà tất sinh quý tử, bà mẹ dắt con gái cho ông coi tướng nó, nhưng bà lại giả dạng đứa nhỏ thành con trai. Thiên Cương nhìn mắt và dáng đi của nó, ngạc nhiên mà nói rằng, mắt rồng cổ phượng cực kỳ quý hiển, nếu nó là con gái, nhất định sẽ làm thiên tử. Về sau, Vũ Tắc Thiên là vua. Thứ sử họ Vương nhờ Viên Thiên Cương chọn chồng cho con gái. Trông khắp mọi người mà thứ sử định chọn, Cương đều lắc đầu bảo chẳng có ai đáng mặt cả, rồi đề nghị người con trai họ Diêu. Thứ sử ưng thuận, thiên hạ đều cười, vì Diêu Tử Sùng suốt ngày múa gậy đánh đao, năm nay 23 tuổi chưa biết sách vở là gì. Thế mà từ khi làm rể thứ sử, Sùng học đâu biết đấy, nhanh gấp 10 người khác, lại thêm sức vóc khỏe mạnh. Gặp thời thế, Diêu Tử Sùng nhờ nhúng tay vào ít nhiều âm mưu, phe Sùng thắng thế giúp vua Huyền Tôn lên ngôi. Huyền Tôn phong Sùng làm chức quốc công, chừng 7 năm sau, Diêu Tử Sùng lên chức vị tể tướng. Quan đại thần Bảo Cưu lúc còn khổ ở Kiến Nam gặp Viên Thiên Cương, lúc ấy cũng đang ba đào, đồng bệnh tương lân nên họ chơi với nhau rất thân. Một hôm Viên Thiên Cương nói với Bảo Cưu rằng, bác có tướng mạo anh kỳ, đầu có phục tê quán đỉnh, sống mũi cao chạy thẳng tới trán và ngọc chậm xương gồ sau gáy, trán phẳng mà cao, 10 năm nữa bác sẽ phú quý đại hiển công danh. Bác nhớ là tướng thuật của tôi chẳng mấy khi sai. Bảo Cư nói, nếu đúng như lời bác,
tôi chẳng bao giờ dám quên ơn. Mấy năm sau, Bảo Cưu nhờ thời thế mà đổi thay, mà có nhiều may mắn, ngày càng quyền cao chức trọng, lên tới chức bộ sản. Cưu cho mời Viên Thiên Cương đến cộng hưởng phú quý. Trông thấy Bảo Cưu, Viên Thiên Cương nói: tướng cách và khí sắc ông nay vẫn như xưa, chỉ hiểm đôi mắt chuyển màu đỏ, tiếng nói hư phù, mặt đỏ, ông làm tướng đa sát, xin tự tâm lại mới hay. Bảo Cưu nghe lời Cương, bỏ tính hiếu sát, đối đãi với dân chúng rất khoan hòa, nhân ái. Lúc vua Đường Cao Tổ vời Bảo Cưu về triều, Cưu hỏi Thiên Cương chuyến đi này lành dữ thế nào. Cương nói: đất được ân mưa móc lên bậc trọng thần. Lần ấy Bảo Cưu được vua phong chức đô đốc. Lý Kiều lúc nhỏ đã năng thi phú, anh em họ Lý thường chết yểu, bà mẹ đón Viên Thiên Cương về coi tướng cho Lý Kiều. Cương bảo: Lý Kiều tinh thần tuy thanh khiết nhưng khí đoản, sợ không thọ. Bà mẹ nghe thấy rất lấy làm lo lắng, còn Lý Kiều chẳng cho lời Cương là đúng. Bà mẹ thương con, vật nài xin Cương xem kỹ cho và tìm cách nào chữa cho, nếu không dòng họ Lý sẽ tuyệt tự. Cương nể tình ở lại quan sát Lý Kiều mấy ngày. Một đêm Cương nằm ngủ say mà Lý vẫn chưa ngủ. Đến canh ba, Cương tỉnh dậy nhìn Lý ngủ, không hề nghe thấy tiếng thở, sờ vào chân tay, thân thể nóng ấm điều hòa, để tay vào tai, hơi thở như chui ở lỗ tai ra. Viên Thiên Cương hoảng nhiên tỉnh ngộ, biết mình nói sai. Sáng sớm Cương bảo bà mẹ rằng: Lý Kiều là quý thọ chi tướng, sau này sẽ hiển đạt. Vì Kiều ngủ êm tĩnh như con rùa, thuộc tướng quy. Tuy nhiên Kiều không bao giờ giàu, sau Kiều làm quan to dưới triều Vũ Tắc Thiên, tính thanh liêm nên nhà cửa thanh bạch. Vua nghe tiếng đến tận nhà, coi thấy chiếu màn Lý nằm bằng vải xấu xí đã cũ, thở dài mà nói: quan tướng quốc nghèo đến thế sao? Rồi vua chuyển mang chiếc màn của chính mình cho Lý Kiều. Từ khi nằm cái màn rồng phượng của vua ban, chẳng đêm nào ông ngủ yên giấc. Ông bèn viết sớ xin vua cho nằm chiếc màn cũ và nói lời thầy tướng đoán mình không được hưởng giàu sang. Huyện Đài Sơn có người bán thịt tên là Trần Đại Niên, quanh năm ngày tháng nấu nước sôi, cạo lông heo, chọc tiết, xả thịt và chán ngấy cái đời đó. Nghe thiên hạ đồn đại vùng Lạc Thủy đang buôn bán thịnh vượng, đến đấy làm công cũng nhiều tiền. Niên muốn đi lắm nên mới nhờ làng nói Viên Thiên Cương coi tướng dùm cho. Cương nói: cung dịch mã tức là thiên di đậu sắc, năm nay 30 tuổi, đang thuận vận đi được, làm ăn có khá hơn ở quê nhà. Sang vận mà phát đạt có vốn, nhưng tướng chú thuộc cách Xuân Thủy hồi chào đến năm 49 tuổi lại trắng tay trở về nghề bán thịt. Qua năm Niên đi Lạc Thủy giặt thuê cho xưởng ngựa, nhờ thực thà chăm chỉ, ông chủ yêu cho coi sổ sách. Xưởng nhuộm phấn phát, ông chủ cho Niên một số vốn riêng. Có tiền rồi, Trần Đại Niên vinh quy trở về làng. Tại Đài Sơn, cơ sở thương mại của Niên khá lắm. Đúng năm 49 tuổi, bông dưng phát hỏa thiêu rụi mất hết, Niên đành phải trở lại nghề cũ kiếm ăn cho đến chết. Tướng anh hùng, anh mâu ánh ánh hề chế điện, hào khí hề thổ hồng. Tức là ánh mắt sáng như điện, hào khí đẹp như cầu vồng. Nói đến cùng nghĩa của chữ quý, tướng anh hùng là quý nhất và thế gian hiếm có. Anh hùng thất bại hay hào kiệt thành công đều đáng sùng bái quý trọng. Người ta thường nói gia nhân và anh hùng thường khó kiếm, thực ra chỉ có anh hùng mới khó kiếm, chứ gia nhân thì đầy rẫy. Tứ hải giao du hào kiệt thiểu, bản sinh chi kỷ mỹ nhân đa. Tướng anh hùng chỉ ở hai mắt và hòa khí trong người. Mắt đen phải có hào khí mới là anh hùng. Thế gian thiếu chi người mắt đẹp, nhưng mắt đẹp đi đôi với hào khí thì hãn hữu. Nhiều kẻ mục quang ánh sáng mà ưa làm anh hùng thì chỉ là phường khoác lác, hoa dạng thôi không có thực. Tướng mắt sáng đồng ý thông minh hơn người, nhưng không có hào khí thông minh dễ thành học lỏm, học mót, chạy theo hầu hạ người. Nói anh mâu tức là con ngươi sáng quắc, là chỉ hai mắt thần thái mạnh. Nói hào khí là nói khí tiết trong sạch, chí lớn nguy nga,
khí tiết trong sạch và chí lớn nguy nga ấy, làm gì có hình tượng. Vậy phải coi tướng ở đâu? Coi ở ngôn từ lỗi lạc, thanh âm đầm ấm, phong thái điềm đạm, quảng đại. Nói như trên quá lý tưởng quá, làm sao thế anh hùng? Vậy nên xuống thấp một bậc, để cho cõi nhân hoàn có thể nhiều anh hùng hơn. Sách Nhân Luân Thống Phú đưa ra ba loại. Loại thứ nhất, mắt sáng, phóng thần quang. Loại này đa số hình dài, vuông vắn, người tròn rất ít, nhưng da thịt phải kiên thực, chắc chắn, khỏe mạnh. Về phong độ thường nhật, đối với mọi người, bất phân phú quý bần tiện, bất phân tân chi cựu vũ, tức là bạn mới bạn cũ, ai cũng như ai, đầy tình cảm, nghĩa khí mà không bị mê hoặc bởi nịnh nọt. Nhất đán, định làm gì can đảm, kiên trì, đem hết sức, lời nói nặng ngàn vàng. Loại thứ hai, nhãn thâm trầm hơn, trạo mạo quật cường, trước mỗi việc chưa quyết, thường tâm tư mặc lự, suy nghĩ chín chắn, không bị động tâm bởi lời chê tiếng khen, ý chí cực kiên cường, nhẫn được tất cả những gì mà người đời không nhẫn nổi, đảm đương gánh vác, gan dạ hào sảng, khí độ thâm trầm. Vì chí lớn nên thường chịu khổ, cho nên hình mạo phần lớn gầy và dài, khí sắc thanh trắng như thiếu máu, lao bác phong xương. Loại thứ ba, lông mày rậm, mắt lớn, thần cường cốt tráng, thể phách hơi thô, không biết đầu cơ thổ xảo, không biết xô phụ, cái gì cũng thẳng mực tàu, tư tưởng đơn giản, ghét rườm rà văn vẻ, không thích bị câu thúc, giận hay cười, trực xuất, quên hẳn hình hài, mọi quy củ của thế tục đều ghét, sớm chiều cần phải làm điều nghĩa, dù cho phải nhảy vào lửa cũng chẳng từ. Nếu lấy mẫu người điển hình thì Trương Lương thuộc loại thứ nhất, Hàn Tín thuộc loại thứ nhì, Hạng Vũ thuộc loại thứ ba. Dĩ nhiên loại thứ ba nhiều hơn hai loại trên. Một cuộc giấy nghĩa, một cuộc cách mạng phải đủ cả ba loại anh hùng mới thành công. Nếu chỉ có anh hùng loại ba thôi thì phong trào tuy mạnh nhưng dễ bị tan vỡ. Đại sự trong lịch sử, điểm quan trọng nhất là con mắt biết anh hùng. Trương Lương không tìm đến Hàn Tín mà bán kiếm thì làm gì có trận cai hạ. Coi tướng quý cần phân biệt với hiển. Hiển không phải là quý, nếu phải đánh đổi chữ hiển lấy chữ quý, đổi ngay thế mới là chân quý. Lấy hiển mà làm quý là giả quý.